Căn cứ theo công điện số 06, CĐ Ủy ban Nhân dân của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng hôm 26 tháng 10, Ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia, VPF, rời lịch thi đấu giữa Đà Nẵng và Hải Phòng tại vòng 5 V League. Trận đấu hoãn từ ngày 27 tháng 10 sang ngày 28 tháng 10. Theo ghi nhận của PV báo điện tử VTC News, tại Đà Nẵng gió đã mạnh dần lên cấp 6, 7. Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 6 nên địa bàn thành phố Đà Nẵng có mưa vừa tới mưa rất to. VPF để bảo đảm an toàn cho cầu thủ và ban huấn luyện hai đội nên quyết định lùi lịch thi đấu xuống một ngày. VPF yêu cầu hai đội đảm bảo đầy đủ công tác chuẩn bị, tổ chức trận đấu và tiếp tục theo dõi, liên lạc, báo cáo cập nhật thông tin kịp thời về ban tổ chức giải những vấn đề phát sinh. Hai trận đấu còn lại của tối 27 tháng 10 là Hà Nội vs Hà Tĩnh và Bình Định vs Sông Lam Nghệ An vẫn diễn ra bình thường. Trận đấu giữa Đà Nẵng và Hải Phòng được đánh giá là trận cầu tâm điểm của vòng 5 V League bởi cả hai đội hiện đứng ở hai vị trí áp chót bảng xếp hạng. Đà Nẵng và Hải Phòng cũng nằm trong nhóm 3 đội chưa thắng trận nào tại V League năm 2024-25 bên cạnh Sông Lam Nghệ An. Xếp hạng khá thấp, song đội thắng trong cặp đấu này sẽ vươn lên vị trí thứ 8, tạm bỏ xa nhóm cầm đèn đỏ 3 điểm. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, trận đấu giữa Đà Nẵng và Hải Phòng tại vòng 5 V League đã bị hoãn lại một ngày, từ ngày 27 tháng 10 sang ngày 28 tháng 10. VPF đưa ra quyết định này nhằm đảm bảo an toàn cho cầu thủ và ban huấn luyện của cả hai đội. Trận đấu này được xem là tâm điểm của vòng 5 V League khi cả Đà Nẵng và Hải Phòng hiện đang xếp ở hai vị trí áp chót bảng xếp hạng. Đội thắng trận sẽ vươn lên vị trí thứ 8, tạm thời bỏ xa nhóm cầm đèn đỏ 3 điểm.